Chào mừng các bạn đến với nhà đất Hoàng Vinh, nơi giới thiệu nhiều lô đất giá rẻ tại địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay các bạn đấy cầu vồng rất là đẹp này. Hôm nay được dịp mà đi review một cái đất ở trên quốc lộ các bạn nhé. Đây các bạn đấy, tôi thấy cái nhà này khá là đẹp, xây thiết kế theo kiểu nhà gỗ. Nhìn trong bộ khung thì không biết là gỗ có tốt không, nhưng mà nhìn thấy cũng rất là sáng các bạn ạ. Thì hiện tại là tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ 24, một trong tuyến quốc lộ huyết mạch về phía đông của tỉnh Kon Tum, nối trực tiếp thành phố Kon Tum với huyện Con Rẫy, với lại huyện Con Plong, nối với lại tỉnh Quảng Ngãi, đổ ra quốc lộ 1A tại ngã ba Thạch Trụ, huyện Ba Tơ các bạn nhé. Thì hiện tại tôi đang có mặt tại xã Tân Lập của huyện Con Rẫy các bạn ạ. Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một cái mảnh đất, mảnh vườn, đất rẫy trên cái tuyến quốc lộ này thuộc xã Tân Lập các bạn. Thì xã Tân Lập là một trong xã nó thuộc cái huyện Con Rẫy các bạn nhé. Cái trung tâm hành chính của huyện Con Rẫy thì nó cũng kỳ lạ lắm các bạn ạ. Đây là một trong cái huyện tôi phải nói các bạn là nó hết sức là nhì nhằng. Cái thị trấn Đắc Rờ Ve thì lại nằm ở phía trên cái xã Tân Lập này, cách cái xã Tân Lập này khoảng cứ 5 đến 7 cây số. Đấy, thì thị trấn ấy thì nó chỉ chứa được một số cái trung tâm hành chính thôi. Còn lại là những cái, bởi vì do cái trung tâm hành chính của huyện ấy nó lại di rời xuống dưới cái xã Đắc Ruồng các bạn ạ. Nó vừa nằm ở xã Đắc Ruồng, nó lại vừa nằm ở xã Tân Lập. Đấy, nó hết sức nhì nhằng các bạn. Như một số cơ quan lại nằm ở địa phận của xã này, một số cơ quan lại nằm ở địa phận xã kia, rồi một số cơ quan lại nằm ở thị trấn Đắc Rờ Ve, lại nằm cách đấy khoảng cỡ chục cây số. Thế các bạn thấy một trong cái huyện lỵ mà tôi thấy nó rất là phức tạp. Không ai quy hoạch như thế cả các bạn. Cũng bởi vì do cái nguyên nhân là do cái tuyến quốc lộ 24 này này, nó nắn tuyến các bạn. Nó nắn tuyến xuống, nó không đi qua cái thị trấn Đắc Rờ Ve nữa. Mà các bạn biết là cái nơi nào mà thị trấn mà không có quốc lộ hay là không có đường xã đi qua thì tất nhiên là nó không có nâng được tầm của cái huyện đấy lên. Đấy, cái trung tâm hành chính của huyện đấy lên, thành ra là bắt đầu họ mới chuyển cái trung tâm hành chính xuống về phía dưới này. Đấy. Dẫn đến là bỏ cái thị trấn cũ đi, mà phía dưới này vẫn không lên thị trấn được các bạn ạ. Phía dưới này vẫn gọi là xã các bạn nhé. Đây, hiện nay tôi đang đi trên tuyến quốc lộ thuộc xã Tân Lập. Nếu các bạn để ý này, những cái nơi này ngày xưa thì cũng gọi là những cái dãy cà phê rồi những cái dãy mì thôi. Bữa nay thì quốc lộ 24 vừa mới được hoàn thành, thông tuyến khá là đẹp khi đi qua cái đoạn thành phố, đi qua huyện Con Rẫy này. Cho nên là khá nhiều những anh chị người ta có đất đai, người ta bắt đầu bán ra các bạn ạ. Đây, đoạn này đất rất là bằng các bạn này. Mà bên kia là dòng sông gọi là Đắc Pla, sông Đắc La các bạn nhé. Một trong dòng sông gọi là hết sức là quan trọng đối với lại tỉnh Kon Tum. Và phải nói các bạn là thành phố Kon Tum là một trong thành phố rất là thơ mộng khi có cái sông Đắc La này nó chảy qua ngang qua thành phố các bạn ạ. Đây, cái lô đất dãy này của chúng ta ở đây này các bạn này. Lô đất dãy này thì nói chung là giống như là đất đồi thôi, đồi đất truyền, đồi sườn núi thôi. Nó chẳng ý nghĩa gì về dãy giết các bạn ạ. Nhưng mà được cái nó nằm trên mặt tiền quốc lộ thôi các bạn ạ. Tiền quốc lộ thì nói gì thì nói chứ nó vẫn có giá hơn. Tuy rằng nó là đất nông nghiệp. Đất này nghe anh chủ nói là có thổ cư rồi các bạn nhé, 200m là thổ cư. Đây, hiện tại thì anh có trồng mì cho người dân, người ta trồng mì thôi. Lô đất này rộng khoảng 7 sào các bạn ạ, 7 sào. Đây còn gọi là 7.000m2. Nó gần được 1 hecta các bạn. 1 hecta là 10.000m2. Thì cái này là 7.000m2 các bạn. Đây, đầu đất này nó dài sang nghe chủ bảo là có hai mặt tiền.
Hiện tại anh chủ anh bảo là cái lô đất này của anh có thể phân ra được khoảng cỡ 20 lô đất. Đấy, có thể phân ra được 20 lô đất các bạn ạ, để bán nó kiểu sắt lô ra bán ấy. Bởi vì mặt tiền quốc lộ mà. Thì giá bán chính chủ của anh này anh đưa ra là 2 tỷ rưỡi các bạn. Đấy, 2 tỷ rưỡi. Tôi thì tôi cũng không biết là giá trị của lô đất nó nằm ở đâu, nhưng mà chỉ thấy là nó nằm mặt tiền quốc lộ thôi. Còn bởi vì là cái giá trị đất đai ở những cái lô này thì nó hầu như nó không có đâu các bạn ạ. Không phải là sinh lời từ những cái cây cối trồng ở trên cái lô đất này đâu các bạn nhé. Đấy. Ở phía trên kia thì nó là cái chùa các bạn ạ, là cái chùa. Đấy, lô đất này nó nằm kiểu như dưới chân của cái chùa các bạn. Chân chùa. Dưới núi của cái chùa. Đấy, các bạn thấy cầu vồng hết rất là đẹp. Đấy, cái phía đấy là hướng về thị trấn Măng Đen đấy các bạn ạ. Đấy, cái hướng mà có cái cầu vồng này các bạn. Đó là hướng về thị trấn Măng Đen các bạn nhé. Đấy, Măng Đen nó luôn luôn là một trong những nơi phải nói các bạn là hết sức là thu hút. Và đây các bạn này, nhìn xung quanh này. Đấy, cái dãy núi đấy là nó phân cách giữa tỉnh Gia Lai với lại tỉnh Kon Tum các bạn ạ. Còn đây là nó hướng về phía thành phố Kon Tum. Đấy, hết sức là chỗ này cũng hết sức là đẹp đấy các bạn ạ. Nhìn view biếc thì các kiểu là đẹp. Nhìn ra dòng sông Đắk Pla các bạn. Lô đất này nó kiểu như cái hình tứ giác các bạn ạ. Kiểu hình tứ giác. Nghe chủ bảo là mặt tiền quốc lộ thì được khoảng cỡ hai mấy mét các bạn. Hai mấy mét. Rồi chiều sâu hình như cũng khoảng cỡ 100 mét. Chúng đại loại là nó lô đất nó không vuông vức gì. Thành ra là rất là khó gọi là để cho các bạn dễ hình dung. Tôi có vẽ một cái bản đồ nó sơ lược qua. Còn anh chị các bạn em các bạn nào mà cần biết cụ thể về cái lô đất này thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại tôi có để nó ở cuối cái video này. Các bạn liên hệ và các bạn hỏi thêm các bạn. Một lô đất rộng khoảng cỡ 7 sao, 7.000 mét vuông. Có 200 mét vuông là thổ cư. Còn lại là đất nông nghiệp, trồng cây, không biết là trồng cây hàng năm hay là trồng cây, chắc trồng cây hàng năm hay trồng cây lâu năm rồi đấy các bạn ạ. Tôi cũng không hỏi kỹ lắm về cái chuyện đấy. Đấy. Mặt tiền quốc lộ 24 các bạn nhé. Nó là cái này là lô đất này nó hướng về hướng đông các bạn ạ. Hướng đông nam. Hướng đông nam. Thì khu vực này có một cái cây cầu mới xây. Nó sẽ nối giữa quốc lộ 24 với lại quốc lộ 24B. Đấy. Hết sức là ý nghĩa các bạn. Đấy, các bạn xem thêm các bạn nhé. Đây, tôi xin review một cái đoạn ngắn như vậy. Các bạn xem đến đây các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi. Sẽ review nhiều những cái lô đất khác. Thì nói chung là chưa có thời gian để đi những cái mảnh rẫy, rồi đi những cái vườn cây ăn trái, rồi vườn sầu riêng các kiểu là chưa có thời gian các bạn ạ. Tôi cũng hẹn có một cái dịp nào đó tôi rảnh rỗi thời gian này tôi sẽ tìm đến những cái lô rẫy nó cụ thể hơn để review các bạn. Hiện tại thì tôi cũng chỉ đi dọc theo những cái tuyến đường quốc lộ này, gặp những cái lô rẫy nào chính chủ họ đang muốn bán ấy, thì tôi có quay và review cho các bạn xem thêm. Đây các bạn để ý bên cái phía bên cái qua cái sông Đắk La này, các bạn để ý bên kia có cái mỏm gọi là có cái vùng đất để trồng cây cao su hết rất là đẹp các bạn. Này các bạn còn nhớ thì những cái lô đất gần gần cái chỗ này tôi cũng có review một cái lô đất rẫy các bạn ở gần gần đây. Rồi xin kính chào mọi người nhé.
Thank you.